Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube A Cường Fishing. Hôm nay xin hân hạnh giới thiệu cho tất cả các bác một cái vó kéo cá. Cái vó này là chuyên kéo những con tôm gạo, tôm riêu, tép riêu, mắt lưới siêu bé luôn. Trên màn hình của tất cả mọi người là một cái vó có chiều rộng là 2,5 m. Đấy, và thiết kế buông góc là có bốn cái dây viền xung quanh để cho tất cả anh em các bác buộc vào những cái gõng tre. Và cái đường viền của cái lưới này bên nhà em sản xuất rất là cẩn thận, may kết rất là kỹ càng. Này, còn đây là đáy của vó nhá. Đấy, không có thể một vết nào hở luôn. Đây, và vắt lưới của nó là 0,8 mm, 0,5 mm thôi. Mắt lưới rất là bé. Lưới này là lưới ren, lưới sợi ren của Nhật Bản. Thường 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 được các bác nuôi cá giống người ta sử dụng. Đấy, như kéo những con cá giống hoặc làm lưới keo cá bằng cái loại này rất là hiệu quả, rất là bền. Nó sẽ giúp cho với cá không bị xây xước. À, còn đây là mắt lưới nhá. Mắt lưới là 0,5 ly, 0,5 ly bắt từ những con tép, còn tép gạo hay là tép riêu đấy nhá. Thằng này là mắt lưới bé nhất rồi. À, và cái lưới này thiết kế làm lòng chảo đấy, để cho nó võng xuống, là cho thiết kế cho những con cá hia chui vô đây thì nó sẽ giữ lại tất cả những loại tôm tép, còn và không bao giờ cho những con cá đấy nó sẽ bơi ra được nó nhá. Hàng này hàng nó chỉ có hai size là 2 m và 2,5 m. Đây, trên các bác nào cần mua thì các bác cứ bảo là mình cần mua cái vó tép ấy, rộng 2 m hoặc rộng 2,5 m thì bên em sẽ tư vấn và gửi cho các bác luôn. Thế nhá. Cái vó tép này chỉ dùng, người ta thường thường nó dùng loại bé thôi nên không ai dùng cái loại to. Còn những cái vó bè hay là vó bình thường thì em đã có sẵn rồi. Đấy, những video tiếp theo em sẽ giới thiệu qua cho các bác. Đấy, thì hôm nay em chỉ giới thiệu cho cái vó kéo tôm kéo tép thôi. Vó bè video tiếp theo em sẽ giới thiệu cho các bác nhé. Cảm ơn các bác đã ủng hộ và tin tưởng shop. Tạm biệt các bác ạ.